Tham mưu trưởng, tham mưu trưởng. Tỉnh ba, cô có sao không? Anh không sao chứ? Tôi không sao. Bộ khoa 306 Trần Hàn Dân. Có, ra khỏi hang. Rõ. Ai vừa mới trêu tôi vậy? Lớp trưởng của bộ khoa 306 Hà Chí Cương. Chí Cương là cậu à? Hàn Dân. Từ biệt ở cảng Hàng Phổ, lại gặp nhau ở đây rồi. Đúng vậy, 5 năm rồi. Tên hồ đồ cậu cũng được đấy. Trung tá tham mưu trưởng. Được đấy. Cũng tạm thôi. Cậu thế nào rồi? Chủ nhiệm trung đoàn huấn luyện chiến tranh. Chủ nhiệm được đấy chứ. Ông kiên trì lên, kiên trì lên. Ông La, tiểu thư, chúng ta còn có thể sống sót trở về không? Chắc chắn rồi, ông nhất định sẽ sống mà. Ông kiên trì một chút, ông kiên trì chút nữa đi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi mọi người. Ông La, ông La, ông La, ông La. Đi mau. Ông La, ông tỉnh lại đi. Ông La, tỉnh ba. Mau, địch tới rồi, dậy mau lên. Đi mau. Tiểu Hổ, mục tiêu của chúng ta quá lớn. Cậu được các anh em sang bên kia nắp. Chí Cương, cậu đưa người sang bên kia nắp. Chúng ta sẽ tập hợp bên bờ sông. Nhanh lên. Sao cẩn thận, đi mau, rút rút. Lục soát. Rõ.
Không hay rồi. Là khí đâu? Làm ngột ngạt khó thở. Rút lui. Tôi đi tìm thuốc giải. Hai người ở đây. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Tỉnh ba, cảm ơn cô đã cứu chúng tôi. Cảm ơn cô. Tôi cứ nghĩ rằng lời ông La nói với tôi, ngay cả trước khi ông ấy chết, đã nói lời xin lỗi với tôi. Càng xin lỗi mọi người. Tôi vẫn không hiểu tại sao ông ấy lại nói lời đó. Chắc chắn ông ấy là nội gián. Hơn nữa tôi dám đảm bảo không chỉ có một nội gián. Người biết được tuyến đường vận chuyển này chỉ có trung đoàn huấn luyện chiến tranh và người của đội La Mã. Chuyện này rất nghiêm trọng. Sau khi về Trường Sa, chúng ta nhất định phải điều tra.